Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Minh Vũ Audio. Trong mấy hôm vừa rồi em bận đi chơi trung thu nên vẫn chưa có thời gian test đồ và gửi đi cho toàn thể các bác. Trong hôm nay thì sẽ trả hết đơn. Vẫn là những dòng vàng X12 trong cái thời gian gần đây thì rất là hot với cái mức giá 3.800.000, hàng chính hãng. Nếu các bác mua những dòng vàng cao cấp, ngon bổ rẻ thì có lẽ đây là một dòng vàng em dám khẳng định các bác là cái mức giá ngon bổ rẻ nhất từ trước đến nay. Sản phẩm chính hãng được bảo hành 1 năm, lỗi một đổi một trong vòng 1 tháng. Và khi các bác mua hàng thì nếu các bác chuyển khoản cho em thì sẽ được bao ship tặng kèm dây giắc. Đó. Tính ra con vàng này thì nó chỉ rơi tầm 3.6 triệu thôi các bạn. Đúng không? Để tính ra nó chỉ rơi tầm 3.6 triệu thôi. Vì phụ kiện đi kèm em tặng mà, còn bao ship nữa. Đây có hai màu, màu đen và màu vàng. Đây những con em đang test để gửi đi cho toàn thể các bác. Và trước khi gửi đến tay người tiêu dùng, người ta đến tay các bác thì đều phải set up những cấu hình chuyên nghiệp anh em về những việc cắm vào để sử dụng thôi. Ví dụ như mút 4 nhá. Alo, 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10. Ở cái cấu hình như này thì cấu hình chuyên nghiệp kiểu anh em hát thì nó vừa có echo một lần. Cấu hình này thì vang cái độ vang nhạy của nó ít hơn khi mà chúng ta hát giọng chuyên nghiệp thì hát cái mode này nó rất là hay. Con này nó có đầy đủ điều khiển các bác nhá, phần mềm đầy đủ, chỉnh tay hay là chỉnh phần mềm đều ok. Nói chung cái dòng vang hàng cao cấp hàng xịn như này ấy, thì khi các bác can thiệp ấy, thì chỉ cần can thiệp một chút thôi, cũng không cần phải chỉnh nhiều. Nói chung mặc định nó đã hay rồi các bạn, mặc định nó đã hay rồi. Đây thì em chỉ có nghĩa là can thiệp một chút thôi để cho các bác về hát cho nó được hoàn chỉnh, nó được hay. Có điều khiển thì chúng ta có thể ấn luôn là điều khiển. Ở đây thì em ngại bỏ điều khiển ra đấy, em ấn tay nhé. Ở mode 4 này, mode 3 này, ở đây nó có mode gọi nhanh ở đây này, 1 2 3 4 này. Đó. Mode 3 thì em cài chế độ là echo gì vậy nhỉ? Ở cái mode 3 thì Minh Vũ đang cài chế độ là echo nhá. Ở cái echo của con vàng X12 Pro này nó rất là mềm và mịn. Nói chung cái tiếng của nó cảm giác là nó rất là mịn giọng. Nếu các bạn hát hát chầu văn ấy, đó, hát chầu văn hoặc là hát quan họ, hoặc như các bác không thích hát gì vậy thì chúng ta hát echo của con này rất là hay. Còn sang chế độ mode 2. Ở chế độ mode 2 thì Minh Vũ đang cài chế độ dì bột. Dì bột này thì cái tiếng của nó rất là hay nhá. Thì tiếng nó cực kỳ là hay. Anh em đi làm xong đám cưới đấy, để chế độ này phát biểu, hoặc là anh em hát chuyên nghiệp thì thường những người mà biết hát thì người ta không thích hát echo đâu. Người ta chỉ hát chế độ dì bột và effect thôi. Nó rất là hay, nhưng quan trọng là phải có chất giọng tốt. Còn ở cái chế độ mode 1. Ở mode 1 thì ở mode 1 này thì em cài cái chế độ vừa echo thì vẫn ai cũng có thể hát được. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đong đầy trong lòng mắt. Cái mode 1 này thì nó cực kỳ là dễ hát, ai cũng có thể hát được. Thậm chí là những người không biết hát đó. Mic Folix thì bên em vẫn còn mấy bộ đấy nhá. Mic này thì cực kỳ là VIP rồi, hay lắm các bạn. Loa DK đấy, nó trong cái tầm giá, nó thật các bác, trong tầm giá 9 triệu mà để mua một đôi loa DK hàng xịn của Anh Quốc Tepneo, mà chất âm hay, tiếng nhạc cũng như tiếng mic đó, độ bền cao. Thì có mỗi cái dòng loa DK này em dám khẳng định các bác là không có một đôi loa nào bằng tầm tiền có thể hay bằng cũng như là ngon bằng và chịu đòn được những dòng loa DK này, khẳng định các bác luôn. Ở đây em còn mấy đôi này, hôm qua mới về xong nhưng mà nó đang bị mất cái tem ấy. Đó, khi vận chuyển nó bị rụng tem ra. Thì cái này đang đặt tem về, tất cả zin từ gọi là trong ra ngoài, đẹp lắm các bạn. Đang chờ tem về. Đẩy DK thế nhá, đẩy DK NA600 thì nó quá là VIP rồi. Em đang bán mức giá 5 triệu. Nó thật các bác, ghép cả bộ như này tính ra rất là rẻ. Các bác không thích chơi mic không dây thì chơi mic dây nhá.
cái dây thì nó chỉ có mấy trăm ngàn thôi. Đấy, là được cái mic ngon rồi. Mic dây với lại vang này, đẩy này, loa này. Đó. Tính ra hơn chục triệu bạc. Đó, là đã được bộ toàn hàng xịn, toàn hàng ngon này. Nhiều bác em thấy đi mua gọi là mấy chục triệu. Toàn cái đồ ôi rồi ôi đi. Đây số điện thoại của em đây có nhá. Anh em nào bổ kết thì vào việc. Rồi xin chào rồi các bác.